Chào mấy anh em đã quay lại kênh channel của Phúc. Thì đã lâu quá lâu rồi Phúc chưa ra một cái video nào mới. Thì nay ở nhà Phúc có đặt một cái bàn phím RK71. Thì cũng chẳng có gì để làm, tại vì dịch bệnh mà đâu có đi đâu đâu, đâu có quay được mấy cái clip biển này kia. Ôi, cực kỳ nhớ biển luôn. Tóc tai lượn thượng, râu ria tùm lum, chưa làm gì hết. Thì nay Phúc đặt một cái RK71 này về. Thì Phúc thấy là cái này nó đã được thay đổi rồi. Nó giống như là một cái loại V2 á, RK71. Cái phiên bản này là RGB, đèn đầy đủ. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái con RK71, bàn phím RK71 này nó như thế nào, về tất cả những cái chi tiết về đèn, về cách kết nối giữa những cái thiết bị với nhau, và các chế độ mod của đèn, với lại một cái app dành cho RK71. Thật ra app thì mình cũng không có sử dụng nhiều. Cái app đó nó chỉ là mang cái tính chất set đèn rồi set mấy cái nút ở trên cái bàn phím này thôi. Rồi, thì đây là con bàn phím RK71 đến từ nhãn hàng RK. Thì và đây là một cái trang web của nó đây. Đây là cái trang web của nó. Mình có thể download một cái app ở trong trang web này về luôn. Đó. Đây là một cái vỏ hộp mới của RK. Thì mình thấy mấy cái review lúc trước á là một cái hộp cạc tông màu xám, cạc tông bằng giấy, thì cái này cũng là giấy nhưng mà ý là nó đổi lại hết á. Đó, nó đổi lại hết hoàn toàn. Và thật ra mình nói thật thì cái hộp này mình đã quăng lăn lóc đâu đó cũng khoảng 3-4 ngày rồi. Và đây là một cái bàn phím, cái bàn phím của mình là bàn phím màu đen. Mình đóng lại cho nó đẹp vậy thôi chứ mình đã xài chắc cũng khoảng 3-4 ngày á. Đó, mình thì cũng có hai cái cục này, hai cục nâng đỡ. Đó, hai cục nâng. Mình kê tay bấm cho nó dễ hơn. Đó, đây. Nó rất là đã nha. Cái nhấn phím của nó rất là hay. Đây là bàn phím RK71. Thì cái này mình cũng đã được xem review rất là nhiều, đến từ nhiều các YouTuber khác trên thế giới. Nhưng có lẽ người ta chỉ mới review cái gọi là cái version 1 thôi. Có thể hiện tại đây là version 2, tại vì mình đã thấy nó đổi hộp thôi. Nhưng mà có một vài điểm nó rất là khác. Mình cảm nhận thấy là cái này nó đã được thay đổi về cái cách kết nối. Vì mình cũng mua về mà mình thấy cũng thắc mắc, và mình hỏi cái người bán á là tại sao kết nối này kia, kết nối kia không được. Người ta cũng giải đáp cho mình một xíu, nhưng mà cũng đã được đổi rất nhiều. Thành ra mình cũng phải tự mò một số thứ. Ở bên đây thì có những cái hàng LED. Đó, những hàng LED ở phía bên đây. Hàng LED RGB đèn quạt này, hàng LED RGB. Phía này là phía mặt sau của cái RK71. Đây có sẵn nhãn hiệu luôn nè. Đó, Made in China. Nhưng mà đồ China, mình cảm nhận cái đồ này nó ngon đó nha. Nghe nói China vậy thôi, nhưng mà có nhiều cái mà ngon bổ rẻ đó. Không phải nào cũng giảm đâu. Mình thì tương đối xài vừa vừa thôi, chứ thôi cao cấp quá không có tiền rớ. Đây là nút on off. Thì cái nút này là để mình sử dụng Bluetooth nè. Hoặc là mình bây giờ mình bấm off, mình sẽ sử dụng dây cáp. Dây cáp thì mình sẽ có một cái dây Type-C đi kèm theo cái bàn phím này. Type-C nó rất là đã, nhưng mà cái hình như dây Type-C mình đã để ở bên công ty mình, ở văn phòng rồi. Mình không đem đầy đủ hết. Thì trong một cái bộ này có một cái dây cáp Type-C và một cái đồ gấp phím cơ. Đây là phím blue. Đây các bạn có thể xem. Mình tháo ra một nút cho các bạn xem nha. Đây. Đó, các bạn có thể thấy đây là phím blue. Nhấn nó rất là kêu lách tách lách tách lách tách.
Nhưng mà mình phải nói thật sự á, là khi sử dụng mình đã tham khảo qua nhiều ý kiến của nhiều bạn, là nếu mà các bạn qua bàn phím red, bàn phím brown và cuối cùng các bạn đó cũng quay lại bàn phím blue, bởi vì bàn phím blue là cái đánh nó đã nhất, click tách, click 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 click, nó rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ mở lên để test cho các bạn xem cái chế độ đèn của con này như thế nào nha. Đây, bật on nó bên đây cái đã. Đây, để mình bật lên. Đó, bật lên đèn chạy. Đó, cái này mình đã set cái mode này trước. Mode này khá ok nha. Đây, đây là chế độ đèn, và bên đây có một nền đèn LED RGB luôn, hai phía hai bên. Đây, bạn có thể xem bàn tay của mình. Đó, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đó, nếu mà bạn để cái nền, cái bàn này là một cái nền sáng, bạn có thể thấy cái những cái tia tia đèn phát ra, nhưng mà cái nền đen này nó bị hút hết rồi, đèn ra bị hút hết, và rất là nhiều chế độ đèn, nhìn nó rất là sáng đúng không các bạn? RGB hiển thị 16 triệu màu, rất là đã luôn. Về cái đèn á, thì mình sẽ để cho các bạn xem một cái clip ở phía cuối video nha. Khi bạn để lâu quá, đèn nền sẽ tự tắt, và khi bạn thao tác nhấn lại, nó sẽ tiếp tục, không có bị ảnh hưởng với cái pin này. Đây, tiếp tục. Một cái RK71 mình có thể sạc đầy pin và sử dụng Bluetooth lên đến 12 tiếng thì phải. Mình có nghe review là 12 tiếng, nhưng mà mình cảm giác rồi, có lúc mình sử dụng dây, có lúc sử dụng Bluetooth. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối chung với lại nhiều thiết bị. Đó, trên đây thì mình có thể kết nối được 5 thiết bị nha các bạn, 5 thiết bị. Đó, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn tường tận chi tiết kết nối từng thiết bị và chuyển đổi từng thiết bị nó như thế nào. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối bàn phím một cách chi tiết nhất. Thì đây là cổng dây cáp Type-C. Đây, các bạn có thể thấy cổng dây cáp Type-C, thì cổng dây cáp này mình lấy đại cổng dây cáp ở nhà thôi, chứ thật ra cổng dây cáp zin của nó là mình đã để công ty rồi. Cổng dây cáp zin thì chắc các bạn đã xem qua review của mấy cái kênh khác thì cũng đã thấy rồi. Mình review về những cái cách chi tiết mình để sử dụng thôi. Rồi, bây giờ thì mình đã cắm dây cáp sang máy tính rồi, thì bắt đầu mình sẽ kết nối giữa cái thì nói chung hiện tại là mình đã kết nối sẵn rồi, nhưng mà bây giờ mình để mình lock out cái phần kia ra đã. Bây giờ mình sẽ vào cái phần Bluetooth and other file remove, bỏ đi. Yes, cái góc này cũng có thể khó thấy quá ta. Mà để cái gì mình chỉnh lại một cái góc cho các bạn dễ xem hơn. Đó, mình đã remove cái bàn phím của mình ra rồi. Đấy, các bạn thấy rõ hơn. Đấy, ổn định rồi. Các bạn thấy cái đèn một nửa đó là biểu tượng của dạng mà đang sạc pin, vì con này là pin pin liền chứ không phải là pin riêng. Ví dụ nếu mà các bạn chưa thấy thì là các bạn có thể bấm một tổ phím Fn cộng pi, thì các bạn sẽ thấy phím pi nhấp nháy. Đây, đó là cái phím nút kết nối. Đấy, và các bạn chỉ chờ đợi xem ở trên đây có keyboard hiện ra. Đấy, có cái tên sẵn rồi, và mình sẽ chọn kết nối RK keyboard. Xong, mình đã kết nối xong. Ok, độ trễ gần như là ổn định chứ không phải là không có, khoảng 0,5 giây thôi, đã ổn. Các bạn có thể chuyển tab sang sử dụng bằng dây. Sử dụng bằng dây thì Fn tab
FN8 sử dụng bằng dây bình thường, không vấn đề gì cả. Quay trở lại FN8 đi, mình sử dụng Bluetooth. Bỏ cái phần Bluetooth thì bắt đầu, nếu mà các bạn muốn bỏ phần Bluetooth để bạn quay trở ngược lại, bạn gán á, gán cho cái laptop này là nằm ở Q, thì bạn bỏ cái phần Bluetooth ra, tổ hợp phím FN cộng B nhưng mà không nhấn giữ, sẽ tự động nó sẽ kết nối sang là cái cọng dây cáp, và khi mình rút dây cáp ra mất luôn, không còn nữa. Đấy, không còn nữa. Thì bây giờ mình sẽ kết nối, mình bỏ cọng dây cáp ra trước đi. Mình sẽ kết nối để gắn cái laptop này là nút Q. Mình sẽ trước tiên nha, coi cái này hoạt động trước không đã. FNQ giữ. Mà cái này nó không có hiện đèn, cứ đúng 3 giây nhả ra. Xong rồi tiếp tục mình sẽ phát cái Bluetooth ra. FNP. Ôi, à không, hồi nãy là nó đang chuyển sang cái tab cáp trước. Mình sẽ chuyển lại cái tab cái Bluetooth trước nè. Mình sẽ chuyển lại Bluetooth trước và FNQ. Mình sẽ đợi 3 giây và FNB. Bắt đầu phát Bluetooth. Phát Bluetooth. Xong mình sẽ bắt đầu mình nhận ở đây. Bỏ luôn cái thằng này, remove nó đi. Rồi, mình add lại bơm Bluetooth. Rồi. Ok. RK. Mình sẽ kết nối vào. Kết nối vào. Ok, thế là xong. Mình đã gắn được cái laptop này thành Q. Hiện tại bây giờ bạn đang kết nối với cái máy đó. Đó. Thì mình cho là ví dụ đi. Mình vào cái trang web. Đây mình sẽ vào một cái trang web mới đi. Trang web mới. Thì mình muốn gán cho cái này bàn phím này vào cái điện thoại này luôn. Là cái điện thoại này nằm ở nút W. Mình sẽ nhấn trước tổ hợp phím FNW 3 giây và tiếp tục phát Bluetooth. Mình phải bắt buộc mình phát Bluetooth ra. Các bạn nên nhớ là nhấn tổ hợp phím giữ P là phát Bluetooth, còn nhấn không giữ là tắt Bluetooth. Mình sẽ vào trong Bluetooth này, mình tìm bàn phím, mình sẽ search. Search bàn phím. Nè, RK bar đi. Mình sẽ kết nối. Cho phép ghép nối. Rồi, thế là xong. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ sử dụng bằng bàn phím luôn. Phúc Nguyễn. Travel Vlog. Đó. Enter. Rồi. Đó là những cái đoạn clip của mình đây. Đấy, những cái clip của mình sẵn luôn. Là mình đã gán cho cái điện thoại này là nút W. Khi mà các bạn muốn ví dụ từ đây đi, có ai nhắn tin vô trong cái lát, bạn sẽ nhấn tiếp theo. Mình để bên đây đi ha, cho các bạn dễ thấy hơn. Đây, để mình kéo xích qua. À, rồi. Thì mình sẽ để ở đây. Mình muốn nhắn tin ở bên lát, mình chuyển qua FNQ. Rồi, tiếp tục nhắn enter gì đó. Đó, nhắn xong. Bây giờ có người nhắn tin bên đây. Ví dụ đây là một cái laptop khác, hoặc là một cái Mac hay là một cái PC nào đó, bạn muốn nhảy lại bên đây. FNW. Rồi. Gõ tiếp. Đó. Đó, bạn thấy nhảy không? Đó, bắt đầu gõ. Đây. Mình kéo lên luôn.
đấy đó. Để mình xem tiếp theo, ví dụ nếu trong cái Chrome đi, Google đi. Rồi, khi các bạn tiếp theo muốn gán một cái nào đó nữa, tiếp tục tìm thêm Q là laptop, W là cái điện thoại bên đây, tiếp theo là E, F, N, E, giữ 3 giây. Giữ 3 giây khi muốn gán. Và F, N, B để phát Bluetooth. Và bắt đầu thì bạn tìm vào trong đây thôi, đến khi nào nhờ nút B nhấp nháy. Và đến khi nào bạn tìm trong đây. Bây giờ mình sẽ tìm vô trong đây cái hình bàn phím. Các bạn có thể thấy rõ hình bàn phím. Thì đây đang tải thông tin về cái bàn phím RK Bluetooth Keyboard. Các bạn có thể thấy RK Bluetooth Keyboard kết nối với Bluetooth. Ok. Và đã kết nối với dạng thiết bị nhập. Các bạn có thể thấy đã kết nối với dạng thiết bị nhập đây. Đấy. Và mình sẽ tìm một cái gì đấy. Tiếp tục bấm thử Phúc Nguyễn Travel Vlog này. Enter. Đấy. Đây à. Đây, đây là những cái video của mình. FPS của mình khá là chậm. Quay trở ngược lại đi. Đấy. Đây là những kênh channel và những video của mình. Và bây giờ thì cứ giống như vậy thôi. Bạn ví dụ bạn muốn quay lại cái điện thoại đấy. Nhấn vào trước cái gì mình cần ký tự nhập đi. Bấm lại FNW là cái điện thoại. Nháy đèn, thế là xong. Tiếp tục bấm tìm về một cái gì đó. Phút gì đó, nó sẽ tự động nhảy, các bạn thấy không? Nó hoạt động đấy. Và tiếp tục ở bên đây. F N E. Lại tiếp tục tìm. Mỗi lần nói chung là kết nối điện thoại để cho các bạn hiểu về cái cách mà kết nối những thiết bị như thế nào. Chứ thật ra mình kết nối điện thoại làm cái gì? Thật ra là đa số là máy tính bảng, laptop, PC này, PC kia, hoặc là hai cái laptop. Bây giờ mình sẽ chuyển lại ở bên cái laptop của mình, FNQ. Ok. Rồi, mình sẽ search. Đó. Bấm vẫn bình thường thôi, khỏi cần search nữa. Travel Vlog. Đây là những cái để di chuyển. Còn nếu các bạn muốn tắt Bluetooth thì đơn giản thôi, các bạn không cần nhấn chữ B, nhấn giữ B hoặc là FNB, thế là tắt Bluetooth, tắt hoàn toàn, không còn sử dụng nữa. Đấy, rất là đơn giản. Và các bạn mở lại FNB, thế là được thôi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn download một cái app về. App này là để sử dụng cho ví dụ bạn muốn gán mấy cái nút. Hiện tại mình đã gán hai phím nút ở trên công ty rồi. Đây là phím nút Enter, vì mình thường gõ xong rồi cái ngón mình hay nhấn ở đây là Enter. Vì khi mình hay gõ và mình Enter phía bên góc thì mình gán đây là nút Enter. Còn đây là nút F4, vì cái hàng dãy số này nè, nếu mà các bạn muốn chuyển đổi giữa số và cái thông tin F thì các bạn cần phải nhấn phím FN. Đây, mình sẽ ví dụ đơn giản cho các bạn. Hiện tại thì mình sẽ nhấn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà khi các bạn muốn restore về F5 thì không thể nào mà được hết. Các bạn phải nhấn tổ hợp phím F5. Đó, mới restore lại cái web này, reset lại cái web này. Đấy, hoặc là đơn giản các bạn ra ngoài đi. Các bạn muốn F5 để đây nè. Thường đa số người ta sẽ reset và nhấn F5 thì không được. Các bạn phải nhấn FN, F5 mới được.
Và đây các bạn nếu mà muốn chuyển đổi lại một cái thanh ở trên như cũ như là mọi cái F thì các bạn phải FN Control bên tay trái. Thế là nó sẽ chuyển đổi lại thành là F, không phải là dãy số nữa mà là dãy F. Đây. Đấy. Atlas F4 bình thường mình hay set down thì mình những cái ví dụ mình làm trong công ty thì mình hay đưa xuống bằng tổ hợp phím là Windows đi đưa mọi thứ xuống hết và Atlas F4 để bật lên sleep enter. Nhưng khi mà các bạn bây giờ sử dụng cái phím này nè, các bạn phải sử dụng số nhiều hơn bởi vì đây không có dãy phím số. Các bạn phải để cho nó là một cái bàn phím số thôi. Phải gán cho nó là một cái bàn phím số. Và khi các bạn muốn sử dụng F thì phải FN dãy F. Cho nên mình đã sử dụng cái phím Bay Up, Bay Down. Mình sẽ Atlas Bay Up. Đó là cái phím F4 của mình gán. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái app để setting những cái bàn phím của RK71. Thì các bạn vào trang web, hãy nhập vào rkgaming.com. Đây, rkgaming.com. Ui, sao cứ mờ. Enter. Rồi, các bạn ở đây thì mình có cái phần mà tiện ích dịch sẵn từ tiếng mọi thứ tiếng qua tiếng Việt. Thì nếu mà các bạn không thấy được á, các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn mà theo của mình để nha. Thì ví dụ đây là một cái chữ tàu thì các bạn cứ kéo xuống ngay cái đầu tiên là trình điều khiển bàn phím nhấn vào. Đấy, mình sẽ xuống mình sẽ tìm cái RK71. Đây các bạn thấy RK71, RK71 mình sẽ chọn cái RK71. Ở trong đây từ chữ tàu rất là nhiều vì cái này được sản xuất bởi Trung Quốc. Mình cứ xuống cái phần down này nè, mình nhớ nếu mà chữ hoa đây mình sẽ sẵn sàng hướng dẫn cái tiếng Chinese luôn, còn nếu tiếng Việt thì quá dễ rồi. Mình sẽ bấm vào cái download này, bấm vào download thì mọi thứ bên đây thì chỉ có down tốc độ cao, tốc độ vừa hay là trung bình, normal. Ở bên đây á là normal, các bạn cứ nhấn ở bên đây nha. Bên tàu khửa nó lại ngược lại với mình. 4, mình sẽ nhập cái số, cái hàng số này là một cái hàng số để mình nhập vô giống như theo kiểu mà nó coi có phải trí tuệ nhân tạo hay không. Đó là một cái bảo mật. Rồi, bắt đầu đúng rồi, ok. Thì bấm ngay khúc này để đào về, tự động đào về. Đây, khi bạn đào về xong, bạn để mình coi thử. Thì mình đã có đào rồi. À đây nè. Thì vậy thì mình sẽ khỏi đào này nữa, cancel. Và khi đào về xong, bạn sẽ có được một cái file này. Nhấp vào và bắt đầu run thôi. More info run anyway. À, rồi, tiếp tục. Yes, I do. Next. I accept everything. Accept everything. Ơi, các bạn biết giờ này là mấy giờ rồi không? Rất là trễ rồi. Đây, sẽ cho các bạn xem. 1:25 khuya. Sorry các bạn nếu mà mình nói chuyện hơi nhợt nhạt. Thôi, finish. Rồi. Thì mình sẽ vào được cái phần đây. Đây là cái app. À, mình bắt buộc mình phải cắm cái dây cáp vào. Nó báo đây là báo là thiết bị chưa kết nối. Nói chung là không phải giỏi tiếng tàu, nhưng mà tại vì mình đã làm qua rồi. Để mình để cái bàn phím ở đây cho các bạn vừa xem thao tác ở trên màn hình laptop. Do là cái bàn của mình nó rất là nhỏ, cho nên là cái chỗ để nó cũng không được nhiều. Cái cây tripod ngồi không, mình đã ép cái người mình qua một bên hết rồi để cây tripod vào đấy. Rồi, kết nối.
Ok, vậy là đã kết nối xong. Kết nối bằng dây cáp. Mình mở lên coi được hay không. Vẫn chưa kết nối được. Bỏ Bluetooth luôn. Các bạn hãy bỏ Bluetooth, chuyển đổi Bluetooth qua đây. Mình sẽ hướng dẫn chuyển đổi. Hồi nãy mình đã nói rồi thì cái phần mà chuyển đổi Bluetooth sang dây cáp thì sẽ là FN8. Ok, đây là vừa đủ chưa? Rồi. FN8 là sẽ chuyển đổi qua cáp vào. Vẫn chưa được. Bỏ Bluetooth này luôn. FNB. Đây là bỏ Bluetooth thì hiện là tự động dây cáp nhận luôn. Đây, mình sẽ setup lại về ở đây. Thì trước tiên mình sẽ vào cái phần mà cài đặt ở trên. Chọn English. Ở bên đâu ta? Thích bà rồi. À ở đây ok này. Nhấp vào và tự động. Profile, Custom Lighting, Game Mode, Macro. Thì mấy cái này mình cũng không có cần tham khảo gì nhiều. Custom. Custom là mình set up những cái phím thay này. Thôi để mình set lại. Đây là một cái phím Enter. Thì mình sẽ chọn vào cái keyboard. Keyboard này thì mình chỉ cần nhấn Enter cái là tự động hiểu Enter thôi. Rồi, nhấn OK. Đấy, thế là phím này là đã được Enter rồi. Cứ nhấn những cái ngón tay chỉ quen, tại vì bên góc này thường đây các bạn cũng sẽ thấy được cái phần nút Enter phía bên góc. Mỗi cái bàn phím nào cũng vậy, nó có một cái Enter ở góc. Mình quen nhấn gì rồi thì ở đây mình cũng dần dần mình tập thành cái phím này luôn. Đấy, và tiếp theo mình set cái phần mà F4 thì cái nút này mình phải set trước lại là FN Control bên phải đã, là cái dãy hàng ở trên nó mới biến thành hàng F mình mới chỉnh được. Đây, keyboard F4. Ok. Rồi, mình đã gắn được hai nút. Đấy, các bạn có thấy không? Để mình chỉnh lại cho nó full một tí xíu, coi nó rất là khó chịu. Mình biết các bạn rất khó chịu, mình cũng khó chịu tu luôn. Rồi, sorry các bạn nha, cái chỗ nó rất là rất là không có được một cái chỗ nào cho nó thông thoáng để mình ngồi. Và những cái chỗ này mình xét về những cái combo key, render RAM rồi này kia, nhưng mà mình cũng không có để ý nhiều bởi vì cái mức làm việc và những cái nhu cầu của mình chỉ những trong đây thôi. Thì các bạn có thể xem thêm về phần like thì mình sẽ chọn về những cái này gồm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 20. Đây là một 20 mod setting. Và bạn có thể setting từng cái, ví dụ nếu mà chế độ này thì các bạn sẽ thấy ở dưới đây này, cái bàn phím tự chạy để nó hiện đấy, nó rất là nhiều mod nhưng mà mình cũng không có chỉnh nhiều. Ở đây cái phần speed là giúp cho nó có thể chạy như lẹ hơn, và cái phần brightness là cái phần mà độ sáng của cái đèn, nó có những cái mức điều chỉnh độ sáng và cái mức điều chỉnh tốc độ. Ví dụ mình muốn chọn một cái đây, các bạn có thể setting cái màu ở trong đây, nó có những cái bảng màu, hoặc nếu các bạn không thích những màu này tự set luôn cho mình một màu. Các bạn thấy ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Đấy, set cho mình một cái màu riêng của mình luôn. Đấy, ghê chưa, tại vì cái RGB có thể hiển thị 16 triệu màu mà. Rồi, ok. Đèn sẽ tự hiện đúng màu. Đấy. Và nếu các bạn muốn điều chỉnh cái đèn ở phía bên hông này thì cứ FN và cái nút Inch. Đây, FN Inch. Nè, các bạn có thể thấy cái tay của mình không? Nè. Đấy, mình thích để cho nó chạy RGB như thế này hơn. Đấy, rất là ok. Đấy, vậy đây là tất cả những cái gì
Mình muốn nói cho các bạn biết thì bây giờ là màn trình diễn đàn của chiếc bàn phím RK71. Và bàn phím RK71 này mình mua tại Shopee với giá 960 mấy ngàn, ship cũng khoảng 1 triệu. Thì mình thấy rất là tiện dụng luôn và rất là nhỏ gọn. Mình để trong ba lô để mình đi làm việc tại coffee hoặc là đi những nơi khác để làm việc. Mình bỏ vào ba lô rất là tiện luôn. Một con led RGB rất là đã, full màn đó. Thì cái giá của nó là cũng tầm 1 triệu, và cái link Shopee mua hàng này mình sẽ để ở phía dưới nhé. Nếu mà các bạn nào có những câu hỏi và những thắc mắc hoặc là về những cái tiện ích hơn nữa muốn gửi đến Phúc thì có thể comment giúp Phúc nhé, thì Phúc sẽ giải đáp hết cho mọi người về những cái câu hỏi đó. Và hy vọng mọi người sẽ subscribe kênh channel của Phúc. Bye bye.